Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến. Hiện tại bữa nay thì có Tân với Thắng, chủ trại hòm Tân Thắng, tới thăm anh Tâm của anh chị. Anh Tâm ơi, chào khán giả anh Tâm. Chủ trại hòm thăm anh. Tâm dành mua xài tặng anh vậy anh Tâm. Dạ, hôm nay anh có đi làm không Tâm? Nghỉ. Dạ, thứ bảy nghỉ. Quá về. Rồi, xe nóng quá. Rồi. Chào khán giả. Rồi, ngoài đây một cái chỗ mà nuôi cá nè, cô chú anh chị. Em bữa Phong Nguyễn quay tối thui. Giao đây là mẹ Quang Âm nè, Thắng ơi. Đó. Cá bự bự không ạ? Mẹ Quang Âm ở đây nè Tân. Đây nè. Đây cá. Quá trời con cá này, cá chép hay gì á. Cá chép hay cá điều hồng hả Thắng? Cá coi em ơi. Cá coi hả? Ừ, là mẹ kìa. Dạ, đi coi á. Đây. Hôm nay hai anh em nghe nói anh Tâm mới mổ mắt á, nên là lên thăm. Hôm nay anh Tâm ở nhà cũng mang kiến đen không à. Dạ. Yeah. Lại, lại mẹ Quang Âm kìa. Đây đây. Này, trên trước nhà có bức tượng mẹ Quang Âm ở đây nè. Anh Tâm với chị Ngọc đi đâu về cũng thắp hương cầu nguyện hết. Thôi vô trong đi ha. Cái nước chảy róc rách luôn. Không sách xài vô, thăm xài, không thắp xài vô. Thắp vô. Người ta thăm sữa gì còn nó thăm xài. Dạ. Anh đột nhập nữa. Ờ để đại thế đi. Ủa chị Ngọc đâu anh? Dạ. Đó. Đây phía sau đây. Đây bà mẹ của chị Ngọc với anh Tâm ngủ à. Dưới đây cũng có cá nè. Đó, cá thịt tượng của chú anh chị. Nói gì ở vô phòng phá mấy con cá đó. Ồ, con cá chê khủng khiếp luôn. Ồ, con cá nó bự ghê rồi cô chú anh chị ơi. Này bốn bức tượng xung quanh ở đây. Ở đây chị Ngọc với anh Tâm cũng có trồng mấy cây gừng nè, gừng ăn lá. Hè hè hôm bữa bứng ở nhà Phong lên trồng. Đây có lá lốp nữa. Ngày hôm qua đi ra ngoài chợ á, mua đồ. Người ta nói Phong Nguyễn dìm hàng chị. Ờ chị Tiền nha. Chào khán giả chị Tiền ơi. Dạ. Ngày mai đi chị, tối nay chiều nay quê rồi. Dạ ai về chị? Tiền á. Trời ơi, ở chị mới xin làm. Nghỉ mấy ngày nữa. Tưởng được gì đủ chứ. Trời. Không gì mà. Không biết sao điện thoại Phong á là ghi hình cô bác là anh chị nào lên cũng xấu hết trơn. Đi làm anh chị ở đây cũng xấu luôn. Dạ. Ăn bé nè, bé này là cháu của chị hả? Dạ, clip rồi. À, tự nhiên vừa tới cái là có lộc ăn luôn à. À tự nhiên hai đứa nó lên thăm anh Tâm mà mua xài vậy. Thì bỏ vậy, chắc nó thăm bà đẻ đó, ý bà bầu. Dạ. Chắc nó thăm bà bầu quá. Bà bầu em không biết trong nhà ai có bầu. Thế đây nữa. Nó nghe nè, chú ơi cũng tải để đi dạ. Nhận keo nước mắm nè. Ê. Chứ giờ sao đi từ thiện nguyện mà tiền đâu ăn sen ngâm. Hôm nay tự chia sẻ ra luôn hả? Ừ, tự sẻ ngâm nè. Trời ơi, ông nội ơi. Ngâm thì chuẩn bị đi, mốt đi ăn cơm tối với con tải. Giờ ăn gì? Bên đây ai nhổ cỏ sạch bóng rồi chị? Hôm bữa em thấy nó phức phức cái gì. Bên dạ, nói là lính ẩm qua mạng qua đó. Dạ. Sao chị không kêu em lên nhổ? Rồi, nhổ có tiền xài đâu. Dạ. Dạ, cho nhiều lấy nhiều. Đi thôi. Để lại hai này.
ở nhà có mấy chị em mà có phòng với Tấn với mấy chị em ai cũng giỡn vui lắm cô chú anh chị. Tiền ơi, chị mua đồ về nấu lẩu lắm nè. Nhà mấy anh em thu xếp đi chuẩn bị được đi ăn. Tâm này giống giống ship. Anh em mắc đỡ nhiều không anh? Đỡ rồi. Dạ. Đi Tân ơi, anh lên thấy làm sao? Anh chị quá vui vẻ luôn hả? Dạ. À. Đây nó thoáng mát rộng rãi à. Rồi lên. Bây giờ hết chỗ rồi ngồi đu theo cái nóc nóc xe. Phong nó mới được bà con. Sao chị? Được gì tin vui á, có tình thương tới nhà nên nó vui lắm, nó cười hoài. Dạ. Đó. Rồi vô. Sợ dính bản quyền anh đánh sập kênh em á. Hồi nãy cái khúc hồi nãy là anh Tâm ca đó cô chú anh chị. Tiết lộ anh Tâm có làm ca hát. Ở nhà tự ca tự nghe. Ca dạ, giải trí. Con biết sao không? Để coi này con tin gì quá này. Con tin Thắng. Thắng với Tân. Dạ. Mai mốt á là phải kiếm gì đâu. Quân tử người ta nói là quân tử trả thù 10 năm. Thù không muộn. 10 năm trả thù không muộn là bữa hôm nào đi rồi cô cháu mình kiếm cách trả thù Phong nghe. Dạ. Ủa trời ơi câu này sao lạ vậy? Chứ nói gì em có làm gì đâu. Ê, em cũng vậy mà. Không dám đâu, nói dìm hàng cô cháu mình dữ lắm đó. Dạ. Con chú mà chú không được luôn á. Gì đâu. Từ từ đó rồi sẽ biết nhân cưng. Tới chỗ ăn cô chú anh chị. Lên đây được anh Tâm chị Ngọc dẫn đi. Có đi. Hay có mấy ký xài mà lên ăn quán sàn. Xuống rồi. Xuống Tân ơi. Dạ dạ đi chị. Đi Thắng. Quán này dòm sang trọng quá. Còn quay luôn anh Tâm. Hả? Còn quay luôn hả? Quay luôn. Đây cái gì? Dạ. Bên này có quạt ngon quá nè. Gió hù hù luôn. Đây ở ngay Tân Đông, Dĩ An đó cô chú anh chị. Dạ. Qua đây ngồi đi. Không đây nó dội ra nó tối. Đây ngoài xong nó sẽ mang về mà. Dạ. Không quay thì dìm hàng nó giữ người ta. Không có điện thoại em quay ai cũng vậy á. Thấy không? Ở ngoài là giòn trắng trẻo, vô trong mặt đỏ lét à. Vậy là biết sao? Sao vậy? Em xài điện thoại Việt Nam phải không? Dạ. Là phải nhờ cô bác anh chị là phải phone cho thằng Phan cho thằng Tông một cái. Dạ hồi được rồi chị ơi. Phan cho nó một cái điện thoại ở bển về đi ghi hình mới đẹp. Không quay hoàn cảnh mà hoàn cảnh đẹp quá cô bác đâu có gửi tiền. Điện thoại xấu vậy đó. Không, không, vậy không? Bởi vậy bà con ủng hộ nó là xứng đáng đó, tại vì nó nghĩ cho bà con không à. Đúng không Tân? Nhưng mà cái điện thoại đẹp anh với anh cất rồi. Trời ơi. Nói vậy chết rồi con cái một đó. Dạ anh chị sao? Chị kêu với em đâu biết. Hôm qua là nó từ Đồng Tháp đi về mà cô chú đi xuống thăm mẹ con của cái Diễm á, là kêu nó thôi sẵn đó thì qua thăm luôn tội nghiệp, qua chờ nhịn đấu từ sáng cho tới chiều, tội nghiệp quá trời nên nay là phải bồi dưỡng cho nó. Tội nghiệp hai này nè chị. Tội nghiệp hai này nè. Cũng như vậy đó hả? Vậy sáng
nãy giờ mình đi mình bỏ đói bạn không? Dạ là, bỏ đói đều á. Nước hội hay nước 40.000 một lạng. Nước hội là nước lớn rồi, không có nước. Con, nước hội có gì không? Có kiêng, làm có kiêng món gì không? Không kiêng đúng không? Có kiêng không? Không? Có món gì không ăn được không? Đó đây cô biết luôn. Thịt châu. Thịt châu rồi. Ủa anh này đâu có bán thịt châu. Gì vậy á? Quay gần thấy mà bữa nay mặt em mụn luôn. Mặt ở ngoài tối không thấy đường nè. Bé này cũng không thấy nữa nè. Đúng rồi, đúng rồi. Dội thắng là mới thấy. Không, thắng thấy rồi. Ờ. Đi nữa cái em bắt mấy con nước mẫu gì mấy con nước đó nước chung cái gì đâu trời, có gì đâu khó chứ. Không phải gì quá trời. Ủa anh Tâm đâu mất tiêu vậy? Không. Ờ Tâm. Sao vậy? Trên đời này ha, nó mê có ông Út đó à. Ông Út là ai chị? Đây nè. Ông này trời ơi, chỉ luôn kìa. Chỉ thẳng mặt luôn. Chỉ thẳng mặt luôn, không Út đó là ai đâu. Đó, nó điện thoại nó nói với bạn mẹ nó là nó mê có ông Út đó thôi, chứ nó không mê gì hết trơn. Ghê chưa, nhìn ông Út thấy ghê không? Sao không thương bà Út con? Dạ, nấu bằng. Thương bà Út không? Đó, gần đầu rồi chị. Nhưng mà không có bà ông Út. À. Cưng nè đi ăn nè ngon quá trời nè. Mắt to sáng nè. Đẹp gái đó chị. Mớm mà bún nhiên. Thà nó mớm tém tém miệng nè. Chị Kim của nó chị Kim nè. Chị dạ. Kim của em không đó. Của em bé đó đó. Mình sao chị biết em thích chị Kim. Đã nói là em ruột mà không biết. Em ruột. Dạ. Em ơi, em ơi. Qua đây chị ủng hộ cho. Qua chị ủng hộ. Hả? Em không bán cái số hả anh? À, qua chị ủng hộ hả? Hết cái số rồi chị ơi. Trời ơi. Em chúc anh nhiều sức khỏe nha. Thôi vô, anh em đăng ly. Mời anh Tâm. Rồi, mời chị Ngọc luôn. Chúc sức khỏe hết nha. Chúc sức khỏe. Mấy đứa con. Không ăn sáng không? Món để ra tới. Rồi, hấp dẫn quá. Cơm chiên chân trâu hả chị? Hải sản. Dạ, cơm chiên hải sản. Đây, bé tên gì? Bé bao nhiêu tuổi? Dạ, con tên Châu, con 8 tuổi. 8 tuổi hả? Ờ, cưng quá. Rồi, ăn rồi tháo khẩu trang ra nha. Tháo khẩu trang ra, chuẩn bị mình ăn. Rồi, ăn đi anh Tâm. Rồi, Tấn với Thắng dùng tự nhiên nha. Trời ơi, múc cho phòng nữa. Trời ơi, cảm ơn nhiều quá. Chúc chạy xe từ từ nha, chạy xe nhanh sợ cũng chết luôn ạ. À. Này quán đây đắt ghê đông à. Sao chị? Nó nghe mày nói tôm á, nó múc cho mày đầy chén luôn, đắt trời. Dạ. Hết bụng ăn cơm, ăn tôm. Dạ ăn cơm. Có kêu tôm hả chị? Có, tôm nước. Lâu lắm mà mấy tụi em không ăn tôm. Lâu là nhiêu? Chắc được nhiêu? Mới lên nhà chị đây. Ăn tôm đó. Nay được mấy bữa trời. Mấy bữa quên ta. À, bữa ăn có mấy con à. Trời bữa nãy giờ năm nỉ ăn nhiều không ăn là giờ thấp. Rồi anh em ăn tự nhiên nha. Rồi. Tắt cho nó dùng. Rồi xin phép. Rồi mời đại gia đình dùng cơm. Rất là hấp dẫn luôn cô chú anh chị. Rồi con ăn đi, cười. Con ơi cho cái muỗng đi, cho em nước tương đi con. Bé. Bé ơi. Em ơi. Cho cái muỗng hả? Cho hai cái muỗng đi con, hai cái muỗng đi. Hai cái muỗng để cho em nước tương đi.
biết cái muỗng mình. Ủa sao mắt kiến Tấn với mắt kiến anh giống nhau vậy? Yeah. Hai cái sao cũng xanh xanh đó. Con này mắt kiến của bạn gái nó tặng hết vậy. Có vợ rồi mà chưa có bạn gái hết vậy. Có vợ chưa có bạn gái nữa. Dạ, có vợ mà cũng có bạn gái nữa. Chết em à. Dạ. Rồi cảm ơn em gái. Em gái dễ thương quá. Dạ sao chị? Làm xong cho gia đình xào láo đi nha. Con nói chơi thôi nhé. Vợ coi clip đừng có không có vợ ông Tấn. Vợ ông Tấn. Chiên gan hả? Ngon không Tấn? Ngon không? Chắc nấu quá rồi ngon chứ gì. Dòm Thắng dòm mặt nghiêm trọng quá vậy. Hồi nãy chị có điện mời vợ chồng đi làm. Nãy em có điện thoại. Nó bận đi chùa hả gì vậy? Chị nói là không mới điện cái là điện cưng đó. Dạ. Hấp dẫn quá. Lên món nữa không bà cô bác ơi. Ôi món này món gì mà ngon quá chị? Mực trứng chiên nước mắm. Mực trứng hả chị? À ngon hấp dẫn quá. Thì con mực này trứng nhiều lắm nè. Trứng nè. Trứng ngon cho anh. Dạ. Rồi đang mời cả nhà nha. Mời bà con bên dạ. Gia đình của Tâm nè. Dạ. Nó xịt cái gì ra kìa chị? Cái này nữa là nước sốt á. Dạ nước sốt chị. Không cái gì đâu. Em mời chào. Rồi anh ơi. Thường tầm quá. Cảm ơn anh chị. May mắn quá. Ở phòng cầm có anh Tài à. Dạ dạ được chị. Vậy thì em bóc đi. Còn mấy là anh bóc tan hết rồi đừng có khóc rồi nha. Này cô chú anh chị dùng mực nha. Quá là hấp dẫn luôn. Rồi này, nóng ghê vậy. À, dạ, quá trời nóng luôn. Không, chịu không ăn? Không, chịu làm mà. Chuyện trai hả? Trời. Làm chị Ngọc lên đãi mà không có ăn. Dạ nãy em nhai luôn rồi. Trời này anh Lâm thấy anh khóc nữa. Đúng rồi. Không có anh Lâm. Không có anh Lâm buồn luôn đây chị. Dạ, cảm ơn chị. Anh Lâm buồn không nổi. Không mới điện. Cao hết dĩ lên Lâm. Ủa, thôi, vừa vừa thôi chị. Vừa thôi, chờ buồn ăn cơm phải không? Dạ. Cảm ơn chị. Nhiễm hả anh? Nhiễm bệnh hả anh? Từ virus. Quá trời hoàn cảnh nó quá trời hậu luôn. Hậu gì mà hậu không thể tưởng luôn. Mua đâu cơ. Dạ. Như đi. Dạ. Có ăn không con? Ăn đi lưng nha em. Đó là giá tiền gian.
này ngon ghê chị. Không ngại gì đâu nha. Dạ được chị. Đẻ ba bốn đứa. Dạ cảm ơn chị. Cho ăn củ hành nhiều đi cho tung đã đi từ thiện giúp bà con. Còn nữa không chị? Còn là luôn. Nhiều quá chút ăn tôm không nổi. Đâu chị ăn tôm. Dạ. Cảm ơn chị. Nói rồi chén. Ăn đi con. Ăn mạnh dạn đó. Hỏi anh Tâm là ăn lẩu gì vậy chị? Thôi. Tôm nha. Ăn tôm nha. Cái này là nướng ớt, cái này nướng ớt. Vậy là ở đây còn cái tháo bò nữa nha. Trời ơi, sao kêu dữ vậy? Kêu bò nữa hả? Bò tháo. Trời ơi, quá trời quá đất luôn. Tuy không có nhiều đâu có... Ăn mệt nghỉ luôn. 2 món, 3 món, 6 món, 7 món gì. Ăn thôi, chút ai trả tiền đây trời. Thì em trả cho trả. Tao ngồi đó mày dành. Chết chưa nãy. Nãy anh Tâm ngồi chỗ này mà ông đồ vô đây. Không dạ, miệng thôi giờ xù xì đi chị. Nay chủ tọa nó ngồi đó chịu, nó đậu, nó dành chủ tọa. Dạ rồi. Rồi coi như tháng lương này xong phim này. Sao Tâm? Lâu lâu mưa một chỗ, chậm chậm. Lâu mưa một chỗ. Tại sao giờ ông không dám ăn nữa. Thôi ăn đi. Dạ. Giờ ở đâu? Ở rồi thôi ăn luôn đi. Ở đâu tại đồng trời không có nắng luôn. Cho mấy lần. Ủa tôm này anh Tâm ăn được không chị? Được. Không có kiêng gì hết trơn. Dạ. Không có kiêng gì hết chị. Không kiêng món gì hết. Con yên tâm. Con ăn miếng đi xuống. Con đi. Kìa. Ghi hình mắc cỡ hả? Con ăn đi. Trời ơi, chơi TikTok hả? Ghê vậy? Cho em á chị. Chứ ai. Dạ cảm ơn chị. Vậy đó. Quay chụp chuyện nó quay lén đâu. Rồi cho nó ăn đi. Lén nào.
giữ cho nó nhiều nhiều để nó có sức khỏe, nó đi giúp bà con nghèo, chứ đừng lo ước chỉ được vậy thôi. Dạ, cảm ơn chị. Hôm nào mà mấy em đi làm mẫu thấy thương quá trời, ao ước là được bà con và được em giúp là vậy là mừng rồi. Nè anh yêu. Thôi chở này con á. Quá wow, ăn đi không? Ăn chưa? Thì quay quay tao ăn là ăn rồi tao không chở rồi. Đúng thiệt mà đâu. Anh tao bánh đeo mất kiến rồi đó, đem thui rồi đâu. Không ngại gì đâu. Mình đâu ngại gì, đâu ai biết. Nó thật mới giật được đạo chứ. Dạ. Tươi nè, bánh tươi nhảy sâu sâu sẵn á, tươi ơi. Bỏ đậu uống chị chứ sao vậy em. Nè con tươi mặn tươi ghê không, tươi ghê tươi màu đẹp ghê chị. Cảm ơn em. Có hào nữa chị? Có hào nữa mà. Ngày tiệm này có hào nữa. Ngày 10 con hả chị? Ngày 10 con. Ăn đi tháng. Tháng ăn đi tháng. Lâu lâu mới lên chứ không hả? Mốt không có lên nữa. Gì anh nghe lùng bùng lỗ tai quá, nhưng nghe chân nó quéo chân. Quéo gì quéo, nó giả bộ quéo chứ là nó đại gia lông em á. Trời ơi, vô nhà nó đi y như cái chợ cắp cá rồi lẩu rau mát miếng miếng. Anh đi Tân, cầm lên cầm lên. Ăn mà chị Ngọc có lột tôm cho mấy anh em ăn. Tại vì mấy người lận lột cũng kịp luôn. Mẹ, Tân. Thôi để anh Tâm đi chị. Em đi. Em đi. Nãy giờ mấy con luôn á. Em chăm ơi, con chăm. Ngon. Muốn ăn hào á. Hả? Ăn không? Để đi vô. Ớt xanh hả anh? Từ của ớt xanh. À, ớt xanh. Ăn một lần luôn anh. Đây. Sao con này thịt nó dời ra nè. Ta lấy ra người ta nướng ha. Muốn tiêu xanh nha. Cho anh chén muốn tiêu xanh nữa đi con ơi. Dính nè, nó dính nè, đâu có đó ha. Dạ nó dính rồi. Đây con mình thử luôn. Cho anh chén muốn tiêu xanh nữa đi. Mẹ. Mẹ ơi. Em ơi. Mẹ. Ngon không anh? Ngon. Dạ. Tăng tiêu mẹ lại. Sao con? Hôm bữa với bạn vòng vòng tại vì Sư đang ăn nó quay TikTok nó đăng lên. Ừ. Xong rồi Sư lấy điện thoại nó Sư xóa. Về nhà coi ủng hộ chú Phong nha. Thằng nào không nghe qua nhà bạn thôi, Sư không ép nó coi. Ừ. Nó không thích coi rồi mình không. Ủa nè ông bà cô bác ơi. Lẩu gì vậy chị Ngọc? Lẩu cá măng chua cá bóp. Dạ, cá bóp à. Cá bóp măng chua. Dạ. Không ngon con? À. Ngon sao ăn ít vậy? Hồi nãy ở nhà hết cơm này rồi. Wow. Hấp dẫn quá chị. Cá quá trời luôn chị cá ơi. Tươi dạ. Ghê ha. Dạ. Ờ, cá ngon ghê luôn á. Cá nẹp không mà cá tươi không mà cá măng chua. Lẩu là chắc mắc gì vậy chị? Không có nhiều đâu cưng. Nhẹ dạ. Mà. Nè, ngon ghê không? Dạ.
sáng ăn chịu hết nổi luôn. Để bụng ăn lẩu. Dạ cảm ơn chị. Hai ông con gái. Chuẩn bị chín rồi ông bà cô bác ơi, chuẩn bị sắp được ăn nữa rồi. Đi lần nào chị Ngọc chỉ cũng tiếp thôi mà chị không ăn gì hết trơn. Chị Ngọc ăn chay lâu chưa chị? Ăn chay đụng. Chay đụng hả? Lẩu cá bớp măng nằm dưới mà măng làm như mắt người ta ấy ít đó. Không biết sao mà ta định định không làm cho nó, đặng cho nó đi lo cho bà con nghèo chút. Đi theo thay vậy chứ nịnh anh chị, mình phải nịnh anh chị để anh chị thương thương mình rồi mới thương được cô bác nữa, nhiều hơn nữa mới giúp được cô bác nhiều hơn. Chị thể theo nịnh nịnh cưng giúp cho bà con em đang nịnh hàng này nè chị. Nịnh hàng này cho có hàng. Hàng miễn phí. Dán nịnh hai đứa nó để có hàng cho bà con nghèo quá chị. Không giờ chứ. Dạ. Con biết sao không ta? Cô chú mình đó là ảnh làm cô chú mình. Ai cũng biết nghĩ sao nha. Thứ sáu anh à, vậy tính ra cái tầng đó mà cái tầng đó là đủ hai tầng rồi đó à, hai tầng là đi mắt ổn cỏ nè. Đó. Dạ. 5 năm đi cá. Còn cá mà 3 năm 7 phải không? 3 năm 7 gì, năm 4 đó mà. Là ngày nào cũng cá hả? Mình trước một cá mình đi. Hổm trước. À, Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Hồi nãy giờ Phong cùng với những người anh em lên nhà của anh Tâm chị Ngọc chơi á, với bé gái đó nè. Thì nãy giờ mới được anh Tâm chị Ngọc dẫn đi ăn cũng mới vừa no quá của chú anh chị ơi. Rồi mình chấp nếp ha Tăng ha. Rồi chào khán giả luôn Thắng ơi. Chào anh Phong Nguyễn trên Phong Nguyễn. Rồi chị Ngọc không ăn mà chị tính tiền. Rồi thôi Phong Nguyễn kính chúc chờ quý ông bà cô bác quý khán giả luôn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Bữa nay mấy em đi cũng ghi chút ít hình ảnh để làm kỷ niệm. Rồi chào ông bà luôn.